Ngày 21 tháng 6, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đến thăm chúc mừng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Thăm chúc mừng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, công tác phối hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình huyện, công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động đã góp phần động viên và tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo cơ quan, đồng chí Hà Chí Hào, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện đã gửi lời cảm ơn với những tình cảm tốt đẹp mà các cơ quan, đơn vị, địa phương dành cho trung tâm trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gắn kết và tạo điều kiện hơn nữa cho phóng viên, kỹ thuật viên của trung tâm hoạt động tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.